Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, tại kỳ họp thứ 5, lần đầu tiên Quốc hội dành nửa ngày để thảo luận tại hội trường về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15, đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội và sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước. Do đó, tại kỳ họp thứ 6, nội dung này đã được đưa vào chương trình kỳ họp để các đại biểu Quốc hội thảo luận. Theo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 2.751 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri đạt 99,5%. Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trả lời 69 trên 69 kiến nghị. Chính phủ, các bộ ngành trung ương đã giải quyết và trả lời 2.591 trên 2.605 kiến nghị. Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã giải quyết trả lời 61 trên 61 kiến nghị. Cơ bản đồng tình đánh giá cao trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các bộ ngành trung ương. Đại biểu cho rằng trong thời gian qua, với sự quyết tâm của Quốc hội, sự chuyển động phối hợp của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, việc xem xét nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri đã có những thay đổi tích cực. Theo đại biểu, việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri đã góp phần quan trọng trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, giải quyết căn cơ tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp, làm mất an ninh trật tự ở cơ sở, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân.